Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của mình. Hôm nay lại là một ngày cuối tuần ở Seattle. Hôm nay thì nhà mình có kế hoạch đi xem hoa tulip buổi chiều hôm nay cơ. Bây giờ là buổi sáng này. Bây giờ thì mình đang làm nước ép hoa quả cho cả nhà uống. Trước khi đi chơi thì cũng phải ăn cho no bụng đã đúng không? Vâng, thì đang cố gắng với lấy đồ đây. Nước ép hoa quả hôm nay thì có đu đủ này, cà rốt này, rồi là cần tây này. Từ hồi mua cái máy ép này mình sử dụng rất là nhiều luôn ý. Rất là thích luôn. Trưa hôm nay thì nhà mình có món lẩu tứ xuyên, lẩu cá với nấm tứ xuyên. Ngon quá. Đây là lẩu cá. Đây là cá này mọi người. Ngon quá. Nhìn thấy cái gì luôn. Hello mọi người, hôm nay thì nhà mình đang trên đường đi đến Skagit Valley, một cái thung lũng trồng hoa tulip rất là nổi tiếng ở thành phố Seattle. Hôm nay thì cái chỗ bọn mình đến tên là Tulip Town, gọi là tiếng Việt là thị trấn tulip ạ. Mọi người cùng xem có nhiều hoa tulip không nhá. Mình xem ảnh thì rất là đẹp, mọi người kiểu chụp Instagram rất là đẹp. Mà thấy mọi người feedback, những người mà đi rồi feedback là cũng phải đi cho biết một lần. Thế hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi nhá. Có thích không? Đi xe được không? Yêu thế. Nói chung là mình hôm nay rất là excited. Mọi người có thể thấy mình dress up để đi chụp hình với cậu tulip. Chị hả? Người xinh thế. Bây giờ thì là 4 giờ chiều rồi. Hôm nay trước khi đi thì mình cũng phải họp một chút công việc. Thế là cậu thay đồ nhanh chóng ý. Cũng không hiểu là có họp với cả khu đấy không. Outfit cũng không phải quá chỉnh chu. Hoa tulip ở đây thì không phải là native cho cái khu này, không thể native được. Nó không phải là bản địa. Năm 1800 bao nhiêu ấy thì người ta có một người Hà Lan, người ta mang hoa tulip sang đây, xong người ta trồng, rồi người ta tổ chức lễ hội và bây giờ nó thành truyền thống đến tận bây giờ luôn. Không biết là hoa tulip ở đây sẽ đẹp như ở Hà Lan hay không, mình thì chưa đi Hà Lan bao giờ hết. Hôm qua bọn mình định đi nhưng mà xem thử báo thời tiết thì lại bảo là trên đấy trời tuyết. Mà hôm qua thì trời rất là nắng, rất là đẹp luôn. Là cũng không hiểu được gì. Thế là hôm nay quyết định đi luôn. Khu này thì cách Seattle 1 tiếng 10 phút lái xe. Hôm nay thì bọn mình đi một trong hai cái farm lớn ở khu này thôi. Mình cũng không biết là khác hai cái farm này khác với nhau, hai cái nông trại tulip này khác với nhau. Nên là bọn mình cũng chọn một trong hai cái để đi thôi. Cái khu này người ta trồng rất là nhiều hoa tulip, nhưng mà ngoài hoa tulip ra thì còn cả những hoa khác như kiểu hoa thủy tiên. Đến mùa này nở vàng đẹp lắm mọi người ạ. Mà hôm nay mà đi đẹp thì lần sau bọn mình lại đi tiếp và sẽ dẫn mọi người đi tiếp nhé. Sắp đến rồi mọi người ơi. Đây mọi người thấy nhiều đống nông trại chưa? Chắc là trồng thông thì năm sau. Gì đâu, chắc là những người đấy là nó lớn nhanh mà. Đây là nghe anh Hải Anh Tuấn hát các tháng khác nhau này. Bây giờ đến tháng tulip, tháng 4 là hoa tulip nhá. Người có nhìn thấy hoa thủy tiên không? Chỉ nó vàng khè cả. Oh my goodness. Ông có nhìn thấy hoa thủy tiên vàng khè cả không? Wow, mọi người nhìn thấy thủy tiên trông đẹp không? Người ta không thu hoạch cả. Nói chung là trồng thủy tiên hết này. Nói chung là rất là đông mọi người ạ. Mình có thể nhìn thấy người đứng chụp hình đông rất là đông luôn. Toilet public, toilet thôi. Đây là bốn phía là cây không ạ? Là đồng không mông quạnh không ạ? Mình đã đến rồi mọi người ạ.
Thank you. Finally had some time to sit around and settle down and think about my life. Mình đây mong nhạc. Tao đi ra farm luôn cho nó kịp nhạc. Đây rất là đông người mọi người ạ. Là nào? Hôm bọn mình đến đây thì trời rất là nắng nhưng mà rất là gió mọi người ạ. Bông thì chỉ thích nằm ra đất thôi. Chỉ thích nghịch bẩn thôi mọi người ạ. Đứng cái gồ kìa. Khó đứng. Thế thì vui không? Đây. Đúng rồi, giỏi. Gặp thì chẳng có gì. Thế bên này thì sợ chói. Bên này thì không thấy hoa đâu, chói. Bông ở nhà đi, ở nhà đi 4 tuổi rồi bao giờ biết chơi. Đúng không? Ghê cỏi. Đúng rồi, đúng ý Bông. Cái khu này thì rất là rộng mọi người ạ. Thế nên là cứ tha hồ chụp ảnh cũng không chen lấn gì nhiều đâu. Mọi người nhìn này, tulip này chỉ chụp ảnh từ xa thì đẹp thôi, chứ nhìn gần thì nhìn nó cũng không đẹp lắm đâu. Trong này còn có một khu là Farmers Market, chuyên bán đồ của khu vực này. Bọn mình dừng lại uống cốc cà phê nóng cho đỡ lạnh, với cả cho Bông ăn một ít snack cho con đỡ đói. Đây, một chuyến đi bão táp của Bông, nhìn Bông nè, chạy hết nước mũi luôn.
quá lạnh đó mà. Chơi hoa thì ít, chẳng có gì. Mười hai tiếng đồng hồ. Đến đây mà còn mưa, ở bên còn gió, ơi là gió. Ừ, thật nhiệt bông chưa? Đang ngồi đợi mẹ mua thức ăn nè. Ừ. Em vui không? Đi nổi nữa không? Bạn quá mà. Chưa chơi được gì hết mà thấy lạnh rồi. Đó. Thôi trời. Bẻ đấy bông anh được rồi. Các món ăn ngày hôm nay. Tối nay ở lại Paris, chúng tôi lại một đêm, mai mới đi Ý nha. Còn muốn xem mi nè, còn muốn đi chơi nữa không? Lúc này đòi đi châu Âu. Qua châu Âu rồi thì kêu lạnh quá, bên này lạnh quá, về Mỹ thôi. Mày không có hợp đi siêu lịch. Sợ luôn đấy bông ơi. Tạm biệt Skagit nha. Một chuyến đi thật là wonderful. Một chuyến đi dã man luôn các bạn ạ. Con nhất là có con thì ở nhà đi. Nhà cho nó lành. Đây là bạn bông này. Trời ơi, con gì trông ra vẻ ngây thơ thôi. Ngây thơ. You are a liar. Hôm nay thì mình đi làm tóc mọi người ạ. Đây là lần đầu tiên mình làm tóc ở một cửa hàng Việt Nam luôn. Nhưng mà mình cũng khá tự tin ý, vì mình nghĩ là người Việt Nam chắc là sẽ hiểu tóc Việt Nam nhiều hơn là người nước ngoài. Đây là chị vừa cắt ngắn tóc của mình đi mọi người ạ. Nhưng mà tí nữa nhuộm xong lại cắt tiếp. Bây giờ thì đang bị tẩy tóc đây này. Ở đây bật nhạc sập sình nên là không nói chuyện được. Mọi người đã sẵn sàng để xem màn after chưa? Màu này là màu nâu tây mọi người ạ. Mình rất là ưng luôn ý. Hello mọi người. Bây giờ thì mình đang đi sinh nhật. Vừa làm tóc xong. Rồi nhìn thấy tóc mới này. Xinh chưa? Chú khác chưa? Bông bảo trông mẹ cháu khác chưa? Mọi người thông cảm nhé, tóc mới quá nên là chỉ thích nhìn mình thôi chứ không chịu nhìn vào camera. Chào mọi người. Hôm nay bọn con cháu đi ăn sinh nhật. Mẹ con cháu đi ăn sinh nhật đây. Nấu cơm. Sinh nhật vui quá. Màu hồng hay là màu xanh, màu trắng. Được cắm mấy cây vậy? Cắm một cây thôi. Cắm hơi tám cây. Bây giờ cắm một cây mà nó không bán một cây nữa bác. Mấy cái túi. Ủa nên để sao cho đẹp. Làm gì vậy con? Em để bán camera rồi. Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday, người chồng mẫu mực. Ừ. Bạn An Toàn này cậu quá ngoan luôn ấy. Mời con xem kìa. Em thấy nhiều phim Mỹ không? Nhâm 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 nhâm. Đúng rồi con tí. Nó trên ghế thôi. Bà là có quà đi. Chữ đường. Đọc này hơi lâu nhỉ. Đọc tra chương đầu tiên. Em có món gì? Flip qua bắt đầu kể trong phòng. Anh cần đây. Anh cần đây. Không cần đâu. Có trang nào có ảnh. Trang nào cũng có ảnh á. Cái đồ uống hướng ấy. Cái này nó nhiều cái nó đồ uống rồi là ốp mio ấy. Nó là ốp. Đây, tin. Cái này thấy tặng rồi cho chàng mời các bạn. Mấy cái này không kín. Mấy cái này như kiểu xem cho vui cũng được, đâu cần phải nấu đâu. Rồi thì cái này ta đúng hết. Đây thì nó nói về lịch sử à. Cái cổ story xem đi. Thật học tự thành cũng bắt buồn này với mình đi. Mùa flip thu thỉnh quả cũng thấy hay mà. Đẹp lắm luôn. Bữa nào không nhìn sang xịn ăn lận lận đại ương. Thuốc này nó bị chói nắng. Nó chói nắng. Instagram của em để dưới description box. Mọi người nhấn like và subscribe, follow, nhấn chuông, cái chuông đây, chuông đây. Dạ, em có quán hàng quán nào? Quán của em tên gì? Ôi ôi. Không phải quán của em. Thank you. Thank you.